Nhưng nếu các bạn đi lấy mẫu cho người dân mà mình không rửa tay sau khi mình lấy người này mà lấy người khác, thì cái bàn tay của mình á, cái người đó thở ra nó sẽ dính vô cái bàn tay của mình, và cái bàn tay của mình thọt vô cái người thứ hai, thì là mình là người có lỗi. Tôi nói thật, mình là người có lỗi. Các bạn đi lấy mẫu thử, tự nghiệm lên đi, mình đã bao nhiêu lần làm sai rồi, mình hại người ta rồi. Tại vì hai người đó ngồi gần nhau nó sẽ lại, thà là mình đừng làm, còn mình làm phải làm cho đúng. Còn nếu không, mai mốt xuống ông Diêm Vương ông sẽ hỏi tội mình, lý do tại sao mày làm như vậy. Cho nên cái việc mà lấy mẫu xong rồi rửa tay thì rằng nó rất là quan trọng. Đừng có đổ thừa lý do là tôi bận tôi này tôi kia, không làm thì thôi, làm là phải làm cho đúng, bởi vì cái chuyện đó ảnh hưởng tới nhiều người khác. Còn nếu không chỉ cho người ta làm, điều này không khó. Bây giờ tôi làm thử nha. Đây là cái que lấy mẫu, que lấy mẫu này nó có hai đầu, một đầu tăm bông và một đầu nhựa. Chúng ta xé hay cắt cái đầu nhựa này ra, xé hay cắt đầu nhựa ra. Nếu mình tiện mình dùng kéo mình cắt, còn nếu mình xé được thì mình cứ xé. Đó. Xé rất là đơn giản, đúng không? Xé rất là đơn giản, rất là đơn giản, không có gì khó cả. Đó. Và khi mình xé như vậy, nếu mình lấy mẫu tự mình lấy thì dễ thể thọt vô. Còn nếu mình lấy cho nhiều người thì mình nên đứng đó cho người ta tự lấy. Mình chỉ cần cầm cái ống thôi, cầm cái ống thôi, mình đứng, mình thấy người ta lấy sai thì mình để nguyện người ta lấy lại cho đúng. Lấy lại cho đúng. Chứ đừng có làm cái kiểu mà không rửa tay thì làm hại người ta. Thì trong cái cây này thì mình kéo ra, chúng ta xoay, chúng ta xoay thì chúng ta sẽ thấy có một cái khất màu đỏ, khất màu đỏ, không biết các bạn có thấy không, có cái khất màu đỏ rất là nhỏ. Thì thông thường á, khi chúng ta đưa vô mũi thì nó qua cái khất này thì đa số là nó đúng, đa số là nó tới, đa số là nó tới. Vậy khất màu đỏ này nó cũng rất là éo le nha. Có những nơi có những cái que rất là dỗm, que rất là dỗm, không có cái khất này, cái khất của nó bẻ không được thì dùng cái kéo cắt, dùng cái kéo cắt, dùng cái kéo cắt thì que nó rất là cứng, nó hơi đau một chút, thì nó có khó gì đâu, có khó gì đâu. Bây giờ chúng ta hơi ngửa cổ ra, lấy que nè, đưa thẳng vào mũi, đưa thẳng vào mũi thôi, tôi cố gắng tôi làm cho các bạn thấy, đưa thẳng vào mũi thôi, đưa từ từ vô, đưa từ từ vô, ngửa cổ đưa từ từ vô, đó. Khi mình đụng có mình cảm giác thốn thốn, mình xoay nhẹ hai ba cái, nó hơi thốn một chút, đây tôi xoay qua cho các bạn thấy, đúng không? Nó xoay lại hơi thốn chút, đó. Khi mình kéo ra một cách nhẹ nhàng, thì cái que này xem như là chúng ta đã lấy mẫu xong, chúng ta đã lấy mẫu xong. Thì cái lấy mẫu xong này đó, thì chúng ta có thể đưa cho cái người đằng trước mình đó, bỏ vô cái ống đó, tích tắc không có vấn đề gì mà nó nhiễm ngoài hết đó. Đúng không? Năm người lấy, năm người làm, thì có việc gì đâu mà người dân làm không được. Mình làm mà để lây cho người dân như vậy tôi cũng thích,